Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái công cụ mà sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc vẽ. Đây thì nó không hẳn là một cái công cụ để giúp chúng ta vẽ, nhưng mà nó lại giúp chúng ta giải quyết để đơn giản hóa các bước vẽ đi. Ví dụ như là chúng ta quay trở lại cái bài này. Khi mà chúng ta thấy là vẽ cái theo hình mẫu này, và chúng ta thấy là có một cái phần mà màu khác nhau nằm ở trong bụng của cái con cá này chẳng hạn. Thì khi mà tôi vẽ thì tôi cứ phải vẽ theo cái cách là vẽ hết cả cái hình này đó, sau đó thì tôi phải vẽ những cái phần mà giao nhau giữa cái mảng màu nọ với mảng màu kia, và tôi phải sử dụng thêm cái phần lệnh là intersect giữa hai cái mảng đó để tôi tạo ra cái phần mà giao nhau. Như thế thì nó sẽ mất tương đối nhiều thời gian, nhất là những cái trường hợp mà chúng ta có thấy các mảng nọ giao mảng kia, đè mảng kia, thì chúng ta sẽ vẽ mất tương đối nhiều thời gian. Thế thì với cái công cụ mới này, nó sẽ giúp chúng ta đơn giản hóa bằng cách là chỉ cần vẽ những cái phần giao nhau để tạo ra những gì khép kín thôi. Bây giờ chúng ta lấy thử một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn tôi vẽ một hình như thế này, một hình như thế này chẳng hạn. Bây giờ tôi tô mỗi cái một màu, chẳng hạn một cái màu đỏ, một cái màu vàng. Và tôi muốn rằng là phần giao nhau giữa hai cái đối tượng này nó sẽ là màu giữa hai cái đó, màu cam chẳng hạn. Thế để làm cái việc này thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo cái kiểu là intersect chẳng hạn như thế này. Chọn này, sau đó intersect để tạo ra cái đối tượng mới đây. Sau đó thì tôi mới tô cái màu cam vào đây để tôi giải quyết cái chuyện là mảng miếng giao nhau. Đó. Như thế là nó cũng tương đối là lằng nhằng trong cái việc mà xử lý những phần giao nhau giữa các đối tượng. Tuy nhiên việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như mà tôi sử dụng được cái công cụ mới. Công cụ mới này thì nó quy tắc nó rất là đơn giản như sau. Bất kể là một hình hay hai hình hay nhiều hình mà nó có phần giao nhau, tạo thành một cái không gian khép kín, thì chúng ta có quyền là tô màu vào không gian khép kín đó. Thế để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ có những cái phần không gian khép kín. Các bạn có thể dùng hai hình giao nhau, nhiều hình giao nhau, hoặc kể cả trong trường hợp là bạn vẽ bằng một cái công cụ, tức là chỉ một đối tượng duy nhất thôi. Đây, ví dụ như thế này. Thì đây cũng là đây, 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 đều là những phần giao nhau và khép kín, tạo thành một không gian khép kín, thì chúng ta có quyền là sử dụng cái công cụ này. Công cụ này nó gọi là công cụ đâu rồi, chủ đâu rồi, đây các bạn mà thấy nó không không thấy công cụ này thì ở X7 thì nó có cái giao diện hơi khác một tí so với các cái phương tiện là cái phiên bản cũ. Thì các bạn có thể bấm cái mũi tên sang ngang này để các bạn nhìn thấy những cái mà đang bị ẩn đây. Các bạn sẽ tìm tới một cái công cụ nó gọi là công cụ Smartfill. Smartfill ở các phiên bản thấp hơn thì nó sẽ được đặt ngay ở phía trên này, các bạn có thể tìm nó tương đối dễ ở phía trên. Thế bây giờ có cái công cụ này rồi thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái gì? Nó giúp chúng ta là tô vào trong những cái khoảng được gọi là giao nhau và tạo thành một vùng khép kín. Bằng cái màu gì thì chúng ta sẽ thiết lập ở đây. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quan sát nhé. Tôi chỉ cần là chọn cái gì thì nhỉ? Chọn cái màu ở đây. Đây các bạn xem này. Fill option này. Đấy, thì bạn có thể là sổ cái này ra và bạn chọn một màu bất kỳ. Sau khi chọn xong thì bây giờ bạn kích vào cái phần mà bạn cho là khép kín, nó sẽ tô luôn vào đây. Và bạn thấy rằng là điểm đặc biệt là gì ạ? Đây chỉ là một đối tượng thôi nhé, một đối tượng nhưng nó tạo thành một cái vùng khép kín, là lập tức là tôi có thể tô được vào cái vùng khép kín đó bằng bất cứ cái màu nào tôi chọn. Đấy, cứ tạo thành khép kín là ok, nó tô. Thế còn đây hai màu nhá, đúng không? Bây giờ tôi lại chọn công cụ này. Ví dụ đây là màu đỏ. Đây, tôi tô vào đây. Đây là màu vàng. Tôi tô vào đây. Thế còn cái đoạn mà gì đây ạ? Màu cam. Tôi tô vào đây. Ok.
Vậy là chúng ta sẽ có luôn cái gì đấy, cái phần giao nhau này mà không cần phải thông qua thêm một cái bước là gì, thông qua thêm một cái bước là phải intersect để tạo ra phần giao nhau rồi rồi thay màu. Bây giờ mình cứ tưởng tượng như thế này thôi, tưởng tượng như thế này cho nó dễ. Cái việc này nó sẽ giúp chúng ta vẽ mọi thứ nó nhanh hơn như thế nào. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta hình dung về công việc xây nhà nhé. Nếu như một mảnh đất mà bây giờ được bán cho nhiều người chia lô, ông nào mà xây nhà đầu tiên, ông ấy phải xây đủ cả bốn mặt tường nhà, đúng không? Nếu mà ông bên cạnh mà xây tiếp, hay là nói nhà thì hơi khó, tại vì như thế là nhà nọ dùng tường nhà kia hơi khó, nhưng mà chúng ta nói là tường bao đi, tường bao đi, thì ông nào mà xây xây cái mảnh đất của mình đầu tiên thì sẽ phải xây kín cả bốn phía tường bao. Nhưng ông bên cạnh thì ông ta chỉ phải xây gì đấy ạ, ba mặt thôi. Nếu như mà hai thằng lại hơi cách nhau ra một tí mà lại xây, thì cái thằng thứ ba mà xây chen vào giữa thì có khi nó chỉ phải xây hai mặt tường trước sau thôi, còn phải trái là có hai nhà xây trước rồi. Đấy thì chính là cái dạng như thế để chúng ta hình dung là cứ có những cái phần mà giáp nhau kề nhau, thì với công cụ như thế này chúng ta càng có nhiều mặt gần nhau thì chúng ta chỉ cần vẽ thêm một cái đường tạo thành một cái khép kín thôi. Đây bây giờ chúng ta thử nghiệm bằng cái này thì các bạn sẽ thấy cực rõ luôn cái thao tác nó sẽ nhanh như thế nào. Bây giờ tôi import một cái bức ảnh vào đây nhá. Ví dụ các bạn nhìn này, đây là một bức ảnh mà chúng ta đang vẽ về, chúng ta đang thể hiện một cái viên đá quý. Vẽ cái này có khó không? Vẽ cái này không khó. Vì sao? Vì thực ra nó toàn là các đường thẳng thôi. Nhưng mà chúng ta lại thấy nó rất là ngại, tại vì là có quá nhiều cái hình bé bé trong này. Và như thế là chúng ta vẽ rất rất nhiều thời gian chúng ta mới giải quyết được cái này với cái cách vẽ mà thông thường. Nhưng nếu bây giờ mà chúng ta lợi dụng cái công cụ vừa rồi Smartfill thì chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện nó với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tôi lấy ví dụ chúng ta demo thử một đoạn đó. Bây giờ tôi sử dụng công cụ một công cụ nào đó, chúng ta mới bắt đầu vẽ. Nhưng trước khi vẽ thì có lẽ là chúng ta nên khóa nó lại như vừa này đã, đúng không? Chuột phải vào đây và lock object khóa lại. Bây giờ tôi mới xử lý ví dụ một đoạn mặt này thôi nhá. Chúng ta xem là chúng ta có thể vẽ ngay được bao nhiêu cái mặt này. 1 Đây là tổng hợp của một loạt, mà nếu cần thì tôi sẽ chuột phải ở đây tôi tô lên để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn cái màu của nó trên này. Bây giờ vẽ tiếp các mặt sau thì tôi sẽ hết làm sao đây ạ? Một đường này đúng không? Hai đường này. Đây, đi ra đường này đi. Đấy, ví dụ cái này. Sau đó tôi có thể vẽ thêm một vài cái đường nữa. Nếu cần thiết thì chúng ta sẽ điều chỉnh một chút để cho nó thật khớp vào với lại cái bài mẫu. Tất cả những cái đường này khi mà chúng ta vẽ xong thì nên đổi màu cho nó. Đấy, để chúng ta nhìn được cái hình nó như thế nào. Tương tự như thế tôi có thể vẽ thêm một vài đường nữa. Đây, tạm thời thế đi ạ. Thế xong rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta sẽ lấy mẫu màu. Đó, chúng ta sẽ lấy mẫu màu. Bây giờ tôi muốn là dịch cái này đi ra một đoạn để chúng ta đặt nó ở một chỗ nào đó. Sau đó thì cần thiết những đường nào chúng ta vẽ tiếp trên hình mẫu rồi chúng ta dịch sang. Thế để thiết lập cái này thì chúng ta sẽ có một cái trường, nó gọi là trường nút distance.
Nếu mà ở các phiên bản thấp hơn thì nó gọi là offset và offset note note đấy. Thế đây tôi cho nó dịch độ khoảng 200 mm đi, xem nó dịch ra đâu nào. Chọn này, sau đó tôi dùng phím phím ở trên bàn phím bấm một cái nó sẽ chạy ra đây đấy. Thế bây giờ tôi mới thực hiện tiếp này, thao tác của chúng ta như sau. Bây giờ tôi chọn màu này. Thế khi mà chúng ta sổ danh sách ra thì chúng ta có thể chọn màu ở đây, hoặc các bạn có thể sử dụng cái công cụ lấy mẫu màu đấy, lấy mẫu này, click được một mảnh đúng không, lấy mẫu này, click hai mảnh, lấy mẫu này, ba mảnh, bốn mảnh, năm mảnh, đấy. Đến đây ví dụ tôi được đường này, không cần những cái đường này nữa, các bạn bỏ vứt hết đi rồi, đúng sai thì chưa biết đúng không. Bây giờ tôi được đường này mặt rồi đã, có lẽ cái đoạn này tôi vẽ hơi tham, tí nữa sẽ phải hiệu chỉnh lại một tí đấy. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp này, tại sao lại vẽ như thế này, tại vì tôi sẽ sử dụng cái cách vẽ như như sau để tôi phân nó ra thêm một số mặt thế này. Sau khi có cái đường này rồi tôi làm gì nữa ạ? Tôi chọn cái đường vừa vẽ đúng không, tôi cũng bấm mũi tên sang thì nó nằm đâu, nó sẽ nằm giao với cái thằng này đúng không. Tiếp tục nữa, những cái cạnh này mình chỉ cần là vẽ thêm một đường thế này, cần thiết chỉnh cái gì thì chúng ta sẽ chỉnh lại một tí đấy. Ví dụ như này, bây giờ tôi có thêm cái đường này chuyển đến đây, tôi sẽ có một cái phần giao nhau tiếp tục ở đây. Các cái phần mặt này tôi sẽ lại điều chỉnh tiếp, nếu mà nó chưa hình trước mà do chúng ta vẽ nó không khớp cho nên là đây nó vẫn đoạn đấy là làm hơi tham, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là nó hơi bị vênh nhau một tí thế này. Nhưng đây ví dụ cái mặt như thế này, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ vẽ thêm mấy cái phần này cũng tương đối nhanh đó, bằng cách lại chọn lại công cụ, lại lấy lại mẫu. Ví dụ đây phần này đó. Thế đoạn này tại sao, đoạn này tại sao lại màu như này, có lẽ là tôi vẽ vẫn còn chưa được khớp hẳn, nó vẫn chưa được tạo thành một cái khu vực khép kín, để chúng ta kiểm tra lại nha. Đoạn màu này nữa này,
Đấy, ví dụ ở đây. Thế thì nhìn qua một tí là các bạn sẽ thấy rằng là đã có một số các cái phần mặt mà chúng ta sẽ vẽ tương đối là nhanh. Đấy. Tiếp tục giao giao thì chúng ta lại cứ xử lý nốt những cái phần như này. Bài này thì tức là nhanh hay chậm là do chúng ta sẽ phân định các mặt, cho nên là vẽ đừng tham quá. Như vừa rồi tôi vẽ thì hơi tham một tí, nó chồng chéo nhau cho nên nó đang bị cái phần này nó hơi bị chưa khớp này. Nhưng nếu mà chúng ta gặp phải một số các cái bài mà đơn giản hơn, đây chúng ta sẽ xem thử trường hợp này nha. Ví dụ quay trở lại cái bài hôm trước nha, đây chúng ta sẽ thấy giải quyết một số bài rất nhanh. Ví dụ bài vòng tròn Olympic, thay vì cắt tiết các thứ thì tôi sẽ giải quyết mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều như thế này. Tham bài này, di ra này, cho nó giao nhau. Đến đây tôi sẽ xử lý bằng cách là gì đây ạ? Sử dụng công cụ thế này, màu đỏ, đỏ nhá. Rồi đó, thế đến đây lên này, đây này, xin lỗi, đây lấy đây, đó lên này. Thế bây giờ tiếp tục vào đến gì đây, màu xanh nhá. Đây đây đây, ví dụ như thế. Thế như thế này thì có nhanh hơn không ạ? Rất nhanh, không cần phải làm các thao tác lừa mắt hay là cắt tiết gì nữa, tại vì khi mà nó đã tạo thành các cái khu vực khép kín, chúng ta lựa chọn tô màu gì vào đâu, đấy là việc của chúng ta. Và bằng cách như thế này chúng ta đã giải quyết rất nhanh. Hay là quay trở lại ví dụ như là cái bài con cá này chẳng hạn. Đấy. Bài con cá này tôi cũng không cần phải là vẽ gì đấy, vẽ đến mức khép kín cả cái này, mà tôi chỉ cần vẽ một cái đoạn thôi, đúng không? Tôi chỉ cần vẽ một đoạn thế này thôi. Ở đây, nếu thế thì chúng ta quay trở lại nhá. Quay quay trở lại đến 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 mức độ mà trước khi mà cắt nhá. Đây, cầm Ctrl Z, tôi lùi hẳn về đến đây đi. Đây, tôi lùi hẳn cái bài này về đến mức độ mà chúng ta vừa vẽ xong cái con cá này. Đó, cầm Ctrl Z thêm vài lần nữa đi. Đây, đến đây là phần giao nhau. Đây là phần vẽ, đúng không? À, vẫn chưa được, quá rồi. Thế thì thực ra tôi chỉ cần vẽ đến đây thôi. Tôi chỉ cần vẽ giao đây thôi. Tức là tôi không cần phải khép kín cả cái này, đúng không? Tôi không cần phải khép kín cả cái này. Đây, tôi có thể tách ra này. Thực ra tôi chỉ cần vẽ lên đây thôi, bao giờ cũng là cái đường hở, đúng không? Đấy, đến đây phần giao nhau nó đến 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 cỡ này thôi. Đấy, các bạn nhìn là tôi chỉ cần đến đây thôi. Thế bây giờ đến lúc mà tôi vẽ thì tôi có cần phải làm vòng riêng nữa không? Lúc này cũng không cần làm vòng riêng, bây giờ vẽ luôn vào đây. Giải quyết mọi chuyện theo một cách khác luôn. Đây, vẽ hình vòng này, giữ shift này, chuột phải vào đây. Đến đây tôi có một lô các cái hình giao nhau rồi, đúng không? Bây giờ tôi mới đo màu này. Tôi lấy này, ví dụ màu đây, 1, 2, 3, 4. Thế là xong phần thân này nhá. Bây giờ đến màu của cái gì nhỉ? Cái vòng này. Tô vào vòng này. Tô vòng, tô vòng, tô vòng, tô vòng. Xong phần vòng, đúng không? Bây giờ đến bụng này. Tô, 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 tô. Ở đây hơi bị son một tí cái mắt. Đó, mắt thì thôi, vẽ thêm cái mắt. Bây giờ tôi bỏ hết tất cả những cái phần mà đường dẫn thừa thừa thãi đi. Đây, nhắc ra. À đây, còn sót một tí tẹo cái vây lưng. Lấy nốt tí màu vây lưng, đúng không? Đây.
Câu vào. Cuối cùng thì chúng ta làm gì? Chọn hết tất cả cái này và hủy đường viền đi. Đấy. Kết quả là tôi có thể vẽ cho nó chui vào vòng luôn. Tức là cả phần giao nhau, giao trong đối tượng lẫn giao với cái vòng. Đấy, và để làm sao để cho nó chui ra chui vào ở trong cái vòng này, tất cả mọi thứ nó được đơn giản hóa đi bằng cách là tô màu theo các cái khoảng gì đấy ạ, các khoảng giao nhau khép kín đấy, cứ tô được đúng màu là tự dưng nó vào thành hình thôi. Trong khi trước đây là chúng ta sẽ phải nào là cắt vòng, nào là gì đây ạ, nào là vẽ khép kín những cái phần giao nhau giữa vây với bụng, thì tự dưng là mọi chuyện nó phức tạp lên. Nhưng nay bây giờ chúng ta đã có được cái công cụ này rồi thì cứ giao nhau chúng ta giải quyết mọi chuyện nó trở nên đơn giản hơn. Đấy, khép kín là tôi sẽ lấy một mẫu, tôi tô theo đúng đúng bài mẫu là xong. Việc của chúng ta sẽ đơn giản đi khi mà chúng ta giải quyết bớt được những cái phần vẽ từng mảnh một, mà bây giờ chúng ta vẽ theo tổng thể và vẽ theo các phần giao nhau. Thế thôi. Mà giao nhau thì không cần phải vẽ khép kín, chỉ cần một đường nào đấy, hai đường nào đó nó tạo thành một vuông khép kín thôi, đường hở cũng được. Thế thì đây chính là một công cụ mà bổ sung rất là tuyệt vời cho chúng ta khi mà chúng ta làm việc với những cái phần mà nó có nhiều mảng nằm cạnh nhau, đan xen vào với nhau. Đấy, thế thì kết hợp giữa công cụ vẽ hình cơ bản của các bạn đã làm quen trước đó, cộng thêm cái phần tô smart, tô thông minh, thì là chúng ta sẽ giảm bớt đi được độ khoảng một nửa cái thao tác chúng ta cần phải làm. Cái đấy là công cụ mà các bạn nên thực hiện, các bạn nên làm chủ cho nó tốt. Thế còn nhân đây hôm nay là chúng ta đã nói tới cái phần vẽ đường path rồi một số lệnh các thứ điều khiển để tách để nối path, thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp thêm một cái cách nữa cho cái đống bài hôm trước. Hôm trước là chúng ta đã có một cái bài hướng dẫn là vẽ hình âm dương đúng không? Nhưng vẽ hình âm dương của chúng ta là hôm trước là dùng bằng cái cách thức là dùng hình nọ cắt hình kia rồi hàn hình hình với nhau. Thế còn hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc ở trên cơ sở là gì đây ạ? Bằng đường path. Đây, bây giờ các bạn quan sát kỹ nhá. Kể cả cách này thì cái thao tác mà chúng ta làm việc chuẩn bị lúc đầu nó vẫn giống như thế. Tôi vẫn phải có vòng tròn lớn này. Tôi vẫn phải nhân bảng này. Và thu cái này lại 50% này. Gióng hàng này, các thao tác này vẫn thế. Nhấn T để gióng hàng đỉnh này. Sao chép hình bé này. Chọn hình tròn to này, B bottom để gióng đáy này. Tiếp tục lại nhân bảng tiếp này. 25% này. Thằng này cũng nhân bảng tiếp này. Dấu cộng này. 25% này. Đến đây, tôi đã có được cái bước chuẩn bị giống như hôm trước. Nhưng thay vì cắt các thứ bằng bằng cái vỏ hôm trước thì tôi sẽ lợi dụng cái tính chất của hình elip chúng ta đã nói với nhau từ buổi đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ biến cái này thành ra arc. Ở đây là 0 độ và 270 đúng không? Bây giờ tôi cho cái này là 90 đi. Nó sẽ chỉ còn một nửa thôi. Từ 90 đến 270 tôi sẽ có một nửa vòng tròn. Được chưa? Bây giờ tôi xử lý tiếp cái thằng này. Tôi cũng cho nó như thế đi, 90, 270, thằng này cũng vậy. Chín mươi hai trăm bảy mươi, sau đó tôi lật lại tôi lấy bên kia, được chưa? Đến đây thì chúng ta thấy là đã có dấu vết, đã có hình dáng của cái hình âm dương rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác là hàn các cái đường này vào, đó, hàn các đường này vào với nhau. Lúc nãy tôi đã nói cái thao tác là gì đấy, dùng lệnh gì đấy, join to node để nối nó vào. Nhưng Corel thì các bạn lưu ý một cái điều đặc biệt này, Join to Node chỉ sử dụng được khi mà nó cùng là một đối tượng thôi. Do đó thì trước khi mà các bạn làm, các bạn cần xử lý cho tôi bằng cách là đưa nó về thành một đối tượng đã. Tại vì đây là một đối tượng nhé. Đây này, đây là một đối tượng này. Đó. Đây cũng là một đối tượng này. Và đây là một đối tượng. Ba đối tượng này hiện tại không liên quan gì đến nhau hết.
Do đó tôi cần phải dự án, tôi vẽ như thế này, tôi chọn cái đống này, giữ shift chọn thêm hai nữa. Đấy. Như vậy là tôi chọn được ba đoạn này. Đây tôi nhắc ra cho các bạn xem đúng ba đoạn không? Rồi. Ok. Chọn được cả ba rồi thì hoặc là chúng ta sử dụng lệnh while hoặc là chúng ta sử dụng lệnh combine, một trong hai lệnh này để đưa cả ba cái này về thành một thể của đối tượng đã. Thành một thể rồi nhưng nó vẫn là ba đoạn. Vậy thì bây giờ tôi mới sử dụng cái gì đấy ạ? Công cụ shape tool vẽ một đường vào đây để tôi chọn hết cả hai cái điểm cùng nằm ở chỗ. Tôi sử dụng lệnh join to node nối một cái vào. Nối tiếp thằng thứ hai. Nối tiếp thằng thứ ba. Sau khi nối xong, đây là một hình khép kín rồi thì tôi sẽ làm sao? Tô đồng màu. Phần còn lại thì sao ạ? Phần còn lại thì chúng ta lại nhân bản cái thằng này lên thôi. Đó, đây, tôi nhân bản này cộng này để nhân bản. Giả lại nó là tỷ lệ là 100%. Gióng hàng nó với cái ống này là bottom B. Và cuối cùng là gì đấy ạ? Shape path down đưa nó xuống dưới. Đấy. Thì lúc này chúng ta đã có được cái hình mà chúng ta cần. Và group nó lại. Như vậy là chúng ta đã sử dụng cái phương pháp là gì ạ? Nối các cái điểm điều khiển vào với nhau thay vì là chúng ta sử dụng cái phép là dùng hình nhỏ cắt hình kia. Hôm trước là chúng ta dùng hình nhỏ cắt hình kia để hàn. Còn hôm nay là chúng ta chỉ đơn giản là nối các cái đường vào với nhau thôi. Đấy thì đây lại là một cái tư duy hơi khác một tí vì hôm nay chúng ta đã nói đến cách vẽ các đường, cách bẻ một cái nốt ra làm đôi và nối cho nó lại. Cho nên là tôi hướng dẫn thêm một cái phương pháp nữa để cho các bạn có thể xử lý. Đấy. Hoặc là các bạn bảo bây giờ tôi không thích là làm cái hoàn thiện như vừa nãy. Đó, không thích làm hoàn thiện như vừa nãy nữa. Vì sao? Vì là cái phần đen này thực ra nó vẫn là cả một cái hình tròn. Đấy. Tôi vẫn muốn là hai cái nửa thực sự. Thì có làm được không? Thì mình sẽ phải xoay và nhân bản thôi đúng không? Nhưng mà xoay trong trường hợp này thì không dễ. Tại vì là tâm xoay của chúng ta không hề dễ tính. Đúng không? Đây, bây giờ tôi lại tháo gỡ cái thằng này ra nhá, ăn group ra. Bây giờ chúng ta tính lại. Đây, tôi nhắc thằng này ra. Thì mọi người bảo là thế này không được, đúng không? Cái này không được tại vì đây không phải là thực sự là một nửa hình hình âm mà thực ra nó là một cái hình tròn đầy đủ. Đấy. Thì bây giờ tôi cũng sẽ giải quyết như thế này. Đây. Tôi cứ để nó là một vòng tròn thực sự đi. Đó. Top này bằng đỉnh này. Left này bằng trái này. Ok. Nhìn thoáng qua thì nó là như thế. Trông nó có vẻ là hòm hòm như thế này. Thế bây giờ theo các bạn mình làm thế nào nữa để có được cái này, có được cái phần thứ hai, cắt cái gì với cái gì ạ? Dùng cái này để cắt đi á. Đây có phải không? Đây có phải là hình mà chúng ta có cần không? Với cái công cụ mới này thì chúng ta có thể xử lý luôn đúng không? Đấy là một cách, hoặc không thì đây, nhân bản một cách thực sự thì chúng ta sẽ phải làm như này. Bạn phải lấy cái này, lấy cộng thêm cả gì đấy, lấy cộng thêm cả cái vòng tròn to này. Đấy. Bây giờ nếu như mà mình làm cái thao tác xoay thì mình sẽ phải xoay bao nhiêu độ? Ở đây lật đi.
Bây giờ nếu luật thì sao? Cộng này, lật này, lật lên này. Đấy thì thực ra chúng ta lật đi lật lại thôi nhá, lật đi lật lại thôi. Sau đó thì mình lợi dụng chính cái vòng tròn to ở ngoài này để mà mình làm sao, để mà mình đóng hàng lại thôi. Top này, right này, à xin lỗi bấm nhầm rồi, đây top này, right này. Đấy, đã right thì nó sẽ, vì là cái vòng tròn đấy nó là cái khởi nguyên ban đầu mà, cho nên chúng ta mượn cái ranh giới của nó để làm cái ranh giới giám hàng. Bây giờ tô lại màu thôi, đưa xuống dưới cùng. Đấy, thằng này thì bị lệch mất rồi, vừa nãy là tôi đã kéo nhầm cái này. Đấy, đại thể là chúng ta có thể dùng chính cái hình đấy lật đi lật lại xong gióng hàng lại thì nó cũng sẽ vào thôi. Quay cũng được đây, nếu mà quay thì chúng ta sẽ lại làm lại cái thao tác như thế này, bỏ thằng này đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tính là quay bao nhiêu độ nào. Cả vòng là 360 độ thì nó phải quay 180 độ chứ còn gì nữa. Sao tính toán chậm thế. Đây, chúng ta sẽ có một cái lệnh gọi là lệnh transform. Đây, các bạn có thể tìm ở menu object, sau đó là các bạn tìm tới lệnh transformation. Đấy, nó sẽ có một số lệnh, ví dụ như position này là giúp cho các bạn dịch chuyển một cái đối tượng bao nhiêu này. Đó, rotate, trong trường hợp này là tôi cần cái rotate. Đấy, bấm rotate thì nó sẽ đưa vào đây. Bây giờ tôi sẽ ra lệnh cho nó xoay. Nhưng mà xoay thì chúng ta phải tính là cái đoạn là mượn tâm nhé, tại vì thằng này nó nằm lệch cho một phần rồi, tất cả đều nằm trong vòng tròn. Vậy thì nếu mà quay thì chúng ta sẽ lấy một cái tâm là tâm của cái hình này, cái hình đỏ này và cái hình tròn này. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nó quay là bao nhiêu đây ạ, 180 độ đấy, và copy gì đấy một bản apply đấy thì nó sẽ quay và nó khít luôn. Bây giờ đổi màu, tất nhiên là lúc này thì tôi sẽ phải bỏ bớt đi cái gì đây nhỉ, tôi sẽ phải bỏ bớt đi cái vòng tròn, tại vì là vòng tròn mượn tâm ấy thì là nó gồm có hai vòng, một vòng mượn tâm ban đầu và một vòng phát sinh ra do cái lệnh quay và copy. Do đó tôi phải xóa đi. Đấy, thì như thế này cũng là một phương pháp. Và cuối cùng thì các bạn group lại. Như thế là chúng ta có thể kết hợp giữa những cái lệnh vẽ thông thường, lệnh hàn thông thường và cộng thêm cắt hàn thông thường và cộng thêm một chút cả cái phần lệnh gì đây ạ? Lệnh Smartfill, tô tô thông minh. Đấy. Smartfill thì rõ ràng vừa nãy là tôi cũng chỉ cần là một nửa thôi đúng không? Và tôi tô để tôi lấy nốt cái phần còn lại. Đấy cũng là một cái thao tác nó sẽ trở nên tương đối nhanh.